Nick Howard vừa tròn 18 tuổi, đang trong những tháng cuối cùng của thời học sinh. Ngoài thời gian ở trường, Nick còn làm thêm tại một tiệm sửa xe. Vào một đêm tháng 2 năm 1987, khi đang trên đường trở về nhà, Nick ghé vào nhà hàng địa phương để lấy bằng lái xe mà cậu đã để quên trước đó. Nhưng vì đã khuya nên nhà hàng đóng cửa. Nick liền viết lại lời nhắn trên giấy rồi dán trên cửa sổ. Sau đó chàng thanh niên để lại lời nhắn tự động cho bố mẹ nói rằng chiếc xe hơi của mình gặp chút trục trặc, vì vậy sẽ về trễ khoảng nửa tiếng. Cuộc gọi được thực hiện lúc 0 giờ sáng hôm sau ngày 5 tháng 2 năm 1997. Đinh ninh rằng con trai đã trở về lúc nửa đêm và đang ngủ. Bố mẹ Nick đã vào phòng gọi con nhưng không thấy. Căn phòng cũng không có dấu hiệu cho thấy Nick đã trở về. Suốt cả buổi tìm kiếm mà không có kết quả, bố mẹ Nick đã thông báo với cảnh sát thành phố Sacramento, bang California của Mỹ về sự mất tích khó hiểu của con trai. Cuộc tìm kiếm bắt đầu tại nhà hàng mà Nick đã dừng lại vào đêm hôm trước. Chủ quán xác nhận khi mở hàng và sáng sớm có thấy lời nhắn viết tay trên tờ giấy về tấm bằng lái và dán trên cửa sổ. Chữ viết tay đúng là của Nick. Cảnh sát nhận định Nick đã tới quán ăn và mất tích trên đường trở về nhà. Con đường từ quán ăn về nhà Nick chạy song song với con sông Sacramento, không có hàng rào chắn. Trong cuộc gọi, Nick nói rất mệt mỏi, nên cảnh sát lo sợ anh đã ngủ gật sau tay lái và lao xe xuống sông. Hai ngày sau khi tiến hành cuộc tìm kiếm dọc con sông, các nhà chức trách đã phát hiện chiếc xe của Nick chìm dưới sông Sacramento ở độ sâu khoảng 5,4 mét. Nick không ở trong xe. Tuy nhiên, điều tra viên nhận định trong trường hợp tài xế ngủ gật ở tay lái, nếu xe chạy khỏi đường chính, tài xế thường giật mình tỉnh dậy và sẽ cố gắng thực hiện hành động nào đó như đạp phanh hoặc điều chỉnh vô lăng. Nhưng trên mặt đường quanh khu vực tìm kiếm chiếc xe, cảnh sát không tìm thấy vệt bánh xe hoặc vết phanh cho thấy sự chuyển hướng đột ngột. Trong lúc đội tìm kiếm tiếp tục tìm dấu vết của Nick, kính cửa trước ở ghế phụ bị mở hé 1/3, kính mắt của Nick bị gập đôi nằm trên sàn xe. Ở bên trong ô tô, điều tra viên tìm thấy một lớp màng dầu mỡ trên bảng điều khiển và vải bọc ghế. Nó là một loại chất màu trắng sữa mà ban đầu cảnh sát không biết là gì, cho đến khi họ kiểm tra và nhận thấy đó là dầu nhớt động cơ. Trong thùng xe, họ cũng tìm được một chai dầu nhớt hiệu Van Volin đã hết nhưng không thấy nắp. Có vẻ dầu nhớt đã tràn ra ngoài và thấm vào trong khoang lái lúc xe ở dưới nước. Xem xét bộ chế hòa khí, kỹ thuật viên thấy van tiết lưu bị một chiếc nắp chai nhựa giữ ở trạng thái mở. Trên chiếc nắp có chữ Van Volin, thuộc về chai dầu nhớt trong thùng xe. Để biết mục đích của việc đặt nắp chai tại vị trí này, điều tra viên thực nghiệm hiện trường và phát hiện khi nổ máy, người lái không cần đạp ga nhưng xe vẫn có thể di chuyển với tốc độ cao. Điều tra viên nhận định chắc chắn có người đã dùng nắp chai giữ cho van tiết lưu luôn mở để không phải ngồi trên xe nhấn ga khi lao xuống sông. Từ bằng chứng này, chuyên gia nhận định việc chiếc xe lao xuống sông có thể không phải là một vụ tai nạn đơn thuần.